đến một cái cơ duyên mới nữa, đó là chị Lê gặp anh chồng người Pháp. Dạ. Và anh với anh chồng người Pháp này thì có đám cưới không chị? Đám cưới rất là lớn. Đó. Đám cưới rất là lớn ở Sofitel xong rồi sau đó. Nhưng mà lý do vì sao? Em cũng không hiểu tại sao là người Pháp người ta rất lãng mạn. Ừ. Thì em không hiểu tại sao chị và anh chồng người Pháp lại lận đận một lần nữa. Tới khi mà qua bên nước ngoài sống rồi với thấy là mình sống giống như là gọi là gì? Chim lồng cá chậu ha. Cũng nhốt mình ở nhà, cũng không cho mình làm gì cả. Mà tệ hơn á là mình phát tiền đi chợ như là phát cho ô xin đi chợ. Là ảnh phát hả? Phát tiền đi chợ. Mà mình sống không có chịu nổi những cảnh đó. Thì nhiều khi mà cãi nhau á, mình buồn, mình giận, mình nhìn ăn một ngày cũng mặc kệ. Không thèm ngó ngàng, ổng đi làm về, ổng về, ổng tự, ổng nấu, ổng ăn xong ra, ổng ngồi, ổng coi tivi xong đi ngủ, không thèm ngó tới mình. Rồi cái đó nó còn khó chịu hơn. Còn khó chịu hơn nữa. Chỉ có nhìn thấy được là con gái mình, nó cái tuổi đó, nó có hiểu về vấn đề không? Lúc đó mình còn nhỏ quá. Nhỏ quá để hiểu. Nhưng mà có thể là con nó cũng có cái cảm nhận. Nó không nói ra thôi, nó sợ mẹ buồn thôi. Bây giờ tôi chỉ nhớ một lần là vậy nè. Mùa Noel á là bên nước ngoài quà, người ta đi mua quà cáp cho nhau ha, rồi đủ thứ đồ nhìn hấp dẫn lắm. Lúc đó là đi ra, hai mẹ con đi vô trung tâm mua sắm, nhìn một con búp bê, cái nó đứng nó nhìn. Nó nói mẹ ơi con búp bê này đẹp quá, con thích quá. Cái Thu nói ừ, nhưng mà mẹ không có tiền. Đứng nhìn hồi nó nắm tay mẹ kéo đi. Thôi mình đi về mẹ. Mẹ không có tiền thôi đi về. Là cả cuộc đời tôi nhớ hoài cái lúc đó. Nói tại sao mình thảm như vậy? Là một ca sĩ nổi tiếng Việt Nam, làm ra tiền, lo gia đình. Giờ con búp bê mà mua không được cho con. Cho nên sau này tôi nói Thu phải làm ra tiền, Thu lo cho con. Không bao giờ để cái cảnh đó vậy nữa. Trong cái giai đoạn mà Lan nghĩ là giai đoạn khó khăn nhất, đó là giai đoạn mà mình cùng với mẹ rời khỏi Việt Nam và đi qua Pháp ở với lại Dượng. Từ nhỏ tới lớn là coi như không có sống ở bên cạnh ba. Thì lúc mà biết là đi qua Pháp và mẹ cưới người chồng này thì mình cũng vui là mình có một người ba, có một gia đình. Có nghĩa là những gì mà hình dung nó ở trong đầu so sánh với cái thực tế lúc mà qua thì nó khác. Lúc mà khi qua rồi thì mình lại không cảm nhận được vấn đề đó. Mình lại cảm giác là mình đang ở một căn nhà với mẹ mình và một người đàn ông khác. Chứ cũng không hẳn là cảm nhận được cái người này là ba của mình. Mặc dù ngoài miệng thì mình kêu là papa. Papa là ba tiếng Pháp nhưng mà cũng không cảm nhận được. Điều gì khiến cho Bin có cái suy nghĩ như vậy? Ví dụ là lần đầu tiên mới bước chân qua Pháp thì tối đó ông ấy dẫn mẹ Phi Anh và Phi Anh đi ăn. Và đồng thời thì đi ngang một tiệm đồ chơi. Phi Anh lúc đó mới có 5-6 tuổi, có 6 tuổi thôi. Thì mình thích đồ chơi. Thì mình cũng như đứa trẻ khác thì mình cho con vô coi hay gì mua cho con được không. Những gì mình thấy ở những người ba khác là à con muốn mua gì ba mua cho con. Còn người này nói là tôi chỉ cho cái số tiền chỉ như đây thôi. Rồi chọn đi. Thì đối với mình lúc đó mình lại cảm nhận được là ôi sao người này quá là khắc khe với mình, không có chiều chuộng mình. Coi như là bao nhiêu cái sự trông chờ vào tình cảm của một người cha là nó hoàn toàn biến mất hết sau khi mà mình bước qua đó. Đúng, cái đó là cái đầu tiên. Cộng thêm có những cái khoảnh khắc khác nữa mà làm cho mình cảm thấy là à người này có thể là ép buộc phải đưa mình qua đây bởi vì là mình là con mẹ mình chứ không phải thật sự là thương mình. Em với chị đang nói chuyện thì ở trong phòng cũng có một cái cuộc nói chuyện giữa Ngọc Lan với con gái của chị, với Bin. À. Em rất muốn chị và em sẽ cùng theo dõi cái cuộc trò chuyện của Ngọc Lan với Bin như thế nào, anh chị nhé. Có bao giờ chứng kiến những trận cãi nhau của ba Dượng và mẹ không? Có, nhiều. Nhiều lắm. Nhưng mà mình lúc đó thì mình cũng rất là thương mẹ. Mà mình còn nhỏ thì mình cũng không biết làm gì. Mình chỉ biết ngồi đó mình cũng cảm thấy sợ. Nhưng mà vẫn thích ra tỏ ra mạnh mẽ nên thành ra cứ ngồi mặt lạnh tanh. Mình thấy mẹ có cầm dao lên. Cầm dao lên đi ra ngoài ban công. Mẹ điên lên rồi mẹ để gần cái dao gần tay đây. Thì lúc đó mình
mình hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại mẹ đã quá mức chịu đựng rồi, mẹ muốn tự chấm dứt cái cuộc sống mình luôn. Mình cứ ngồi đó mình nhìn và mình suy nghĩ là mình nên làm gì bây giờ. Mình là con nít, mình nên làm gì, mình nên chạy tới mẹ hay mình nên làm gì. Nên thành ra cũng có khoảng thời gian, và sau này thì anh cũng tự trách bản thân là nếu lúc đó mình không làm gì mà mình cứ tiếp tục mình ngồi đó thì lỡ mẹ làm luôn thì như thế nào. Thì cũng có khoảng thời gian rất là dài mình cũng tự trách bản thân. Lúc mà mẹ cầm lên thì rất là nhớ mãi cái ánh mắt của mẹ, là mẹ nhìn qua phía anh và cái ánh mắt một người mẹ thương con á, mặc dù mình đang rất là cảm thấy là vô đường cùng rồi, nhưng mà đi con, thôi tất cả tiếp tục cố gắng. Một khi mẹ nhìn qua phía anh là cái ánh mắt mẹ nó khác liền và mẹ buông dao. Những cái người phụ nữ mà họ chấp nhận đi thêm một bước nữa, đầu tiên là họ vì con và họ đánh cược cái số phận của mình. Một là quy hoàng, còn nếu như không được thì buộc họ phải bỏ hết để làm lại từ đầu thêm một lần nữa. Có cái câu chuyện nào mà Phi Anh giấu mãi cho đến bây giờ không có dám nói cho mẹ nghe hay không? Đi học thì cũng mẹ cũng không biết, là mình không dám nói chuyện với ai, nên thành ra lúc nào cũng một mình hết. Có một cái biến cố với mẹ xảy ra lúc mà bị một cái bệnh mà bác sĩ nói là nếu không nghỉ hát, nghỉ ngơi thì có thể là sẽ mất luôn. Vô tình nghe được thì lúc đó mình giờ không có cha, giờ mất luôn mẹ, giờ mình làm, giờ mình thành một cô hả. Nhưng mà lúc đó mặc dù là bác sĩ kêu mẹ đừng đi hát nữa nhưng mẹ vẫn đi. Thì lúc đó mình hiểu lý do mẹ tại sao mẹ vẫn đi, bởi vì phải tiếp tục mưu sinh. Chứ không, giờ không mưu sinh thì ai nuôi con mình? Thì có nghĩa là mẹ đang hy sinh cái tính mạng của mình để mưu sinh nuôi con. Thì từ lúc đó mình bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực là mình là một cái gánh nặng của mẹ. Mẹ có thể hạnh phúc hơn nếu không có mình. Thì nó dần dần nó ăn vào cái suy nghĩ của mình cũng mấy năm, tới khi mà mình cảm thấy là có những vấn đề khác dồn vô nữa, mình thấy là quá tải với lại một cái đứa trẻ lúc mười mấy tuổi. Nên lúc đó mình cũng có suy nghĩ tới vấn đề là tự kết thúc cái cuộc sống của mình. Nhưng mà lúc đó thì mình nghĩ lại cái ánh mắt của mẹ lúc mà mẹ làm điều đó trước mặt mình á, thì mẹ đã vì mình mà mẹ bỏ và mẹ tiếp tục. Thì bây giờ mình cũng sẽ vì mẹ mà mình cố gắng mình tiếp tục. Chưa bao giờ mình nói những điều đó cho mẹ biết? Chưa, tại vì mình không muốn mẹ phải suy nghĩ như vậy. Mình cứ muốn mẹ cứ là mẹ đi, tại vì mẹ đã quá khổ rồi, mẹ cứ là mẹ đi. Còn những cái gì mà riêng mình tự gánh được thì mình sẽ tự gánh. Chị có thấy bất ngờ không? Bất ngờ ở chỗ đây là chắc chắn nếu như không có chương trình video call như thế này thì chị sẽ không biết hết được những cái góc khuất của Biên. Và thật sự em cũng có một cái chút gọi là nó hơi nhói trong tim á. Là hồi nãy là em có nghe một cái chi tiết là chị bị bệnh đúng không? Nó giống như là bệnh máu trắng mà. Mất hồng cầu trong người. Mà mình ở một cái chỉ số nó rất là nguy hiểm. Ở cái chỉ số đó bác sĩ báo cho mình biết là không được làm gì hết, chỉ nghỉ ngơi thôi. Tại vì có thể chết bất đắc kỳ tử lúc nào. Một tuần là cứ phải 3 lần đi lấy máu để thử nghiệm và chữa trị, mà một lần là 5 ống máu. Mà không cho đi làm, mà lúc đó người đi cứ lơ lửng như là lơ lửng trên mây đâu. Mà bây giờ có một mẹ một con rồi, không đi làm lấy cái gì sống. Có một chuyến đi châu Âu diễn, lúc đó là nếu mà không có chữ ký bác sĩ là không có được đi đâu, phải ngồi năn nỉ bác sĩ nhất quý không cho. Nếu mà cô đi thì cô có vấn đề gì thì tôi không có thể nào mà giúp cô được, mà vẫn cứ ngồi năn nỉ.
tôi tin tôi không có tới số chết, cho tôi đi. Cuối cùng bác sĩ phải rớt nước mắt, cô đi. Và đây là cái điều đặc biệt nhất là tôi đưa số điện thoại riêng cho tôi, của tôi cho cô. Cô ở trên máy bay hay bất cứ chỗ nào, ngày đêm gì cũng được, bất cứ cô bị cái gì là cô gọi ngay cho tôi sẽ điều bác sĩ ở nước đó đến lo cho cô. Chị thì cái chuyến đi đó chị có sợ không? Sợ là mình có mệnh hệ gì thì con mình sao? Ở đây chỉ có một mẹ một con thôi. Sợ cái điều đó thôi, chứ không có sợ cho mình. Bà nãy á, hai chị em mình trò chuyện đó, tức là chị là hai chuyến đò chưa hết, chị vẫn còn một chuyến đò nữa, là người đàn ông đó là Việt Kiều Mỹ. Việt Kiều Mỹ. Cái mối tình đó như thế nào chị? Mối tình đó hả? Giống như là phim trinh thám vậy. Đeo đuổi mình, mà lúc đeo đuổi thì là làm cho mình mềm lòng lắm. Mình té một cái là bồng mình lên, rồi bóp chân, rồi sửa chân, rồi đưa đi thầy sửa chân, nói chung là chăm sóc kỹ lắm. Bên đi học là cái anh chàng đó anh đi đưa đi học. Rồi ở trường mà cần cái gì á thì mình cũng chưa có rành rẽ anh đó, là chở bên đi mua. Cũng được rồi đó. Cũng được ha, qua mà qua xứ người để có một cái người như vậy mà bên cạnh cũng lo cho hai mẹ con vậy mình cũng yên tâm. Sau khi mà quen nhau rồi anh chàng hỏi cưới mình là mình đồng ý cưới, nhưng mình không biết cái đó là vở tuồng diễn rất rất giỏi. Mình không biết anh chàng này là một anh chàng đào mỏ. Nghĩ mình là nổi tiếng, có tiền, nhào vô là tính đào mỏ. Nhưng mà thấy mà khi cưới, lấy xong rồi mình không tiền bạc gì hết, thì chỉ đủ tiền nuôi con rồi thôi. Thế là trong cái thời gian đi về Việt Nam thì chuẩn bị cho cái lễ cưới mùa hè là anh đã gặp ngay với một cô khác. Cô này thì giàu có. Có bao giờ Bin cảm thấy rằng là tại sao mẹ không ở như vậy với con, mà mẹ cứ mãi đi tìm cái hạnh phúc riêng cho mẹ? Có bao giờ trách mẹ vì điều đó hay không? Cũng có. Tại vì có một lần mẹ kết hôn lại với một người khác ở bên Mỹ. Thì ban đầu Phi Anh không có thích người này. Thì Phi Anh cũng chống đối rất là mạnh. Bỏ ăn 2-3 ngày đó để chống đối. Tới nỗi mà hai mẹ con cãi lộn và mẹ phải lớn tiếng với Phi Anh luôn, nói là tại sao không hiểu cho hạnh phúc của mẹ. Nhưng mà thật sự là lúc đó mình nhìn ra cái người này không phải là người tốt. Và mình sợ, rất là sợ là mẹ sẽ bị ung thư một lần nữa. Nhưng mẹ lại không thấy được cái vấn đề đó. Nên thành ra lúc đó cũng có suy nghĩ là tại sao mẹ không suy nghĩ là nếu mẹ một lần nữa đổ vỡ và bị người ta làm tổn thương thì mình cũng tổn thương, chứ không phải riêng mẹ. Nhưng đối với mẹ thì quan điểm của mẹ là mẹ tổn thương là mẹ tổn thương, còn con cứ vẫn là con. Nhưng đối với mình là mẹ vấp ngã thì mình cũng vấp ngã, mà mẹ bị tổn thương thì mình cũng tổn thương. À, lúc đó chị cảm thấy như thế nào? Thu chỉ nghĩ là lúc đó thì con còn nhỏ, không có muốn mẹ có ai nữa. Rồi với lại cái tâm lý đang ở cái thời kỳ bất ổn vậy thì mình chỉ nghĩ đơn giản như vậy. Tại vì có một số câu chuyện người đàn ông này kể lại với mẹ là người đó chăm sóc em lúc mẹ đi show là hầu như là không có thật thà. Câu chuyện như là dẫn đi ăn lúc mẹ đi thì hầu hết là không có, toàn là Bin ở nhà tự lo ăn. Rồi có một giai đoạn chú này chú đối xử với Bin không tốt á, nên thành ra có lúc Bin cũng bộc phát ra cơn giận quá, nên thành ra không biết làm gì, lấy cái chai nước mình thấy trước mặt mình quăng như người đó. Nhưng mà xong rồi đó thì chú đó mới tức lên: mày không xin lỗi tao là mẹ mày có chuyện như tao. Thì mình mới đi xin lỗi người này, thì người này kêu là bây giờ muốn xin lỗi thì đi qua đây quỳ gối xin lỗi. Thì người đó bắt Bin qua xin lỗi. Lúc Bin quỳ gối xin lỗi, người đó đi ngủ tới 2-3 tiếng đồng hồ, xong rồi mới dậy kêu được rồi, đi. Tại vì lúc đó mình cảm thấy là ok, mình làm chuyện đó để người ta không gây khó cho mẹ mình thôi. Nhưng mà sau đó về thì mình cũng không muốn kể mẹ nghe, mà người đó thì vẫn tiếp tục diễn cái vở kịch của nó. Tới bây giờ chị mới biết đúng không? Khi mẹ với chú đó coi như là tan vỡ, khi mẹ nhìn ra được cái chân tướng của chú đó, thì lúc đó Bin cảm thấy như thế nào? Mình xót là mình cũng chỉ suy nghĩ là ước gì hồi xưa mẹ
nghe mình, chịu nghe mình thì bây giờ mẹ sẽ không phải khổ như vậy. Thì mình sót thôi, còn chứ không có cảm giác như là hả dạ hay là hay gì hết, mà mình chỉ rất là ghét người đó, bởi vì người ta đóng một cái vở kịch quá hay tới nỗi mà chia rẽ được hai mẹ con. Tới bây giờ em có mong muốn là mẹ mình gặp một người đàn ông tốt không? Bây giờ thì rất mong muốn. Nói chung là cái thời điểm mà thời gian mà mình mong muốn có một người coi mình là con gái thì qua rồi. Bây giờ điều duy nhất mình chỉ mong cho mẹ là kiếm được một người là đó hiểu mẹ, thương mẹ thật lòng và luôn bên cạnh mẹ, là điều đó là điều mình muốn nhất hiện tại. Cho tới ngày hôm nay thì sau bao nhiêu sóng gió, nhưng mà Thu cũng có cái may mắn đó là sau mỗi lần ngã như vậy, Thu đều đứng dậy rất là mạnh mẽ. Và cái may của Thu thêm nữa là cho dù xảy qua nhiều sóng gió trong cuộc đời như vậy, nhưng mà Vin lại cũng là một đứa con rất mạnh mẽ. Và cho tới ngày hôm nay Vin đã học và thành tài, thì đó là cái điều rất là may mắn. Nhưng mà cái điều mà chị muốn nói là hy vọng Vin sẽ thành công trong cuộc đời như mẹ mong đợi. Và bất cứ những cái gì nên nhớ là đừng bao giờ dối, không phải là giờ không đừng giấu thôi. Dù vui dù buồn thì cho mẹ biết. Hồi nãy lúc mà đi chợ thì Bin có một cái món quà dành tặng cho chị, giấu cho đến giờ phút này luôn. Và bây giờ chắc là tới lúc mình đem món quà đó ra cho mẹ rồi. Thường ở bên Mỹ thì sinh nhật mẹ là không bao giờ quên, rồi ngày lễ mẹ và ngày Noel, thì tất cả những buổi lễ đó là lúc nào Bin cũng có quà cho mẹ. Y chà, đoán xem cái gì? Chăm hả? Chắc hình của em chăm. Chị mới nói mẹ đang lựa mua một bức chăm hoa sen để thay chỗ bốn cái quạt. Bây giờ tại nó có bức tranh gì vậy đó? Thầy, bức tranh thư pháp. Bức tranh thư pháp về mẹ. Thì biết mẹ thích hoa, thích những gì thiên về Phật pháp, và nhất là mẹ thích thư pháp nữa. Muốn tặng mẹ một món quà ý nghĩa đúng theo sở thích của mẹ, nhưng mà cũng thay lời muốn nói của con. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Vậy là chị yên tâm rồi. Yên tâm gì? Vin đã đủ lớn rồi, trưởng thành, ngay cả trong suy nghĩ rồi. Nhân cơ hội ngày hôm nay, chị có muốn nói điều gì với mẹ của chị không? Thì xưa giờ mặc dù là con luôn lo cho mẹ rất là nhiều, nhưng mà vẫn ở xa mẹ. Thu muốn cảm ơn người em trai út là những người bên cạnh lo cho mẹ mấy lâu nay. Và cho dù bao nhiêu tuổi thì lúc nào con cũng là một đứa con nhỏ bé của mẹ. Cảm ơn chị. Em cũng cảm ơn chị rất nhiều. Với một cái món quà như thế này, em không nghĩ là đã tạo được một cái không khí mà nó giá trị như thế này, để cho tất cả những người làm con trên thế gian này hiểu được mẹ quan trọng như thế nào. Xin chúc cho những người mẹ trên thế gian này luôn luôn được bình an, mạnh khỏe và luôn luôn sống đời với các con cháu.